Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Anh Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã góp ý cho video của mình. À, mình quên mất cái con thầy tế, cái con Necromancer là phải dùng bài hệ quỷ chứ không phải bài hệ âm là được. Rồi tính âm là được, mình quên mất. Rồi, mình mới chỉnh lại xíu cho phép mình dùng con này, mình dùng biết con này hệ quỷ. Rồi, ok. Có thêm bài thủ đi, mình vẫn thấy thiếu bài thủ xíu. Mình cái hàng công, cái hàng thủ mình nó chưa cân bằng lắm. Rồi ok, ảnh quăng con này ra. Thì thôi coi như là mình không cho ảnh lấy 1000 điểm đi. Rồi ok, bay vô. Không, một lá bài úp xuống ha. Chưa biết lá bài đó là bài gì. Quăng con này ra cho vui nhà vui cửa đã. Rồi ok, không phải lá chống công rồi các bạn. Các cái ánh quăng đó ra ánh bắn mình phát nè. Biết ngay. Rồi em mượn lá bài tí nha. À, không cho mượn rồi. Ok, ảnh bỏ một lá xuống, coi như mình cũng thành công, coi như mình thí lá này mình phá được lá của ảnh đi. Và dĩ nhiên là mình không cho ảnh hồi máu đâu. Rồi ok. Cái con này dạng kiểu khả năng hấp thụ hạn chế. Coi lưỡi công việc quỷ thấy Doma là ôm gái vô lòng cái là ăn, coi như ăn được luôn, hấp thụ luôn. Trong khi đó là cái con này nó phải banh cái bụng nó ra nó mới nhét người ta vô được. Dở. Quỷ này quỷ cấp thấp rồi. Ở mà con này là con zombie cấp trình độ cấp độ nó thấp hơn so với lại con quỷ rồi. Nói chung là trong ngắn hạn thì quên khỏi cần. Trong ngắn hạn thì bữa nay mình sẽ làm thống lĩnh của quân đoàn zombie các bạn ha. Rồi thử coi con này có phải con nổ 1200 hay không. Rồi, ok. À không, là con này. No, 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 no. Rồi, ok, con này biết ngay mà. Con này nữa. Rồi, up ra bà. Rồi, hai. Hay luôn. Hay nữa. Ê, ra bài kiểu này chết người đấy. À, có cái bình lần này nó hại mình rồi các bạn. À, kệ nó không sao, hên xui. Rồi, chơi đi. Không được để cho ảnh có quá nhiều bài trên sân. Hai con này nó cộng máu đã lắm nè. Rồi ảnh rút lại được lá 7 là cái lá chống phép. Mà lượt sau anh mới úp xuống được. Chà, có con này rồi, cũng hay. Hay. Rồi không được để ảnh hồi máu các bạn. Chúng ta dùng chiêu song xà tương sát thôi. Bắn. Cái chiêu này là bà cô từng vừa tính dùng để giết Orochimaru nè, mà kết quả cái đó chỉ là phân thân thôi. Học trò làm sao giết được thầy. Cái bà khoái ngồi ăn đanh go ở trong Naruto ấy. Bà đó về sau về già càng lúc càng tăng cân. Cái tội ăn đồ ngọt nhiều quá. Rồi, ok, cũng đỉnh đấy. Rồi, hiến tế con đó là lấy con đó rồi, ok luôn. Ôi trời ơi. Đỉnh nha. Nhập vô.
mình muốn dùng con này lâu rồi các bạn, thành ra lấy một con ra xài đỡ thôi. Khi nào qua bù quỷ mình chơi nhiều. Ok, có bài để thủ rồi. Lấy 1.000 lại mất 1.700, coi như lỗ 700. Trời, rút bài ghê dữ vậy anh trai. Trời. Ồ, đỉnh. Đỉnh, quá đỉnh. Cái đầu đài của mình bằng tà lòng với ảnh rồi. Rồi, ok, kể như anh cũng cao minh. À, mình biết nó là lá kháng phép rồi, mình cố tình quăng ra mà các bạn. Đúng rồi, là mình cũng nghi ngờ nó có thể là lá khác, cho nên đó là mình mới cố tình đó là mình quăng ra coi có phải nó hay không. Nếu mà không phải nó thì khả năng cao là lá chống công. Rồi, xong, em bằng anh rồi. Nhưng mà có cái thiết thủ giáp này thì nó mượn thêm lực công của anh nữa. Thành ra là... Rồi ok, em chấp nhận mất 500 nhưng mà anh mất 700. Coi như em lời 200 đi. Ồ trời, giá này quýnh đã quá các bạn ơi. Chà, lại có lá anh úp xuống à. Lợi hại nhé. Ha ha, rồi xong, kể như anh xui. À rồi thôi, cũng không sao. Không sao, chuyện thường, chuyện thường. Quan trọng là mình bắn được ảnh một phát. Ồ, bây giờ mới là lá chống công. Rồi, ok, không sao, chuyện nhỏ. Nghe hạt nho cơ. Bắn. Are you trying to make me angry? Bắn. Are you trying to make me angry? Dán này có bộ là khó biết ai thắng lắm đó nha. Lá này cứ để ở đây cũng được. Chà, con này à. Cũng được quá đi chứ. Rồi, kể như anh xui. Rồi, thôi, được cái gì đâu, tức. Đánh này cũng có ăn, có thua mà. Em cũng mém thua đó, còn đúng 100 điểm các bạn. Thua sát sao luôn. Thắng mà sát sao luôn á. Vừa vô ra được con này là thấy cũng ngon rồi. Trời, vừa vô ra úp mấy lá thì xuống luôn hả? Vậy thì mình dùng con zombie này để thí đi. Nè, con zombie bảo giáp thôi. Nhìn nó như giáp samurai. Nè, được zombie samurai, nhìn cái đầu tóc cũng giống nữa. Rồi, ok, ta phá trước một lá rồi chắc ăn. Phá. Đào phá đúng sợi chuyện ta. Wow. Bỏ con đó xuống rồi là miễn special summon. Trời. Trời. Chà, khoan.
ok, không biết nghe ảnh dọa mình mà. Kiểu bóng vía là úp cái con này xuống là lỗ rồi. Còn con này ra nhiều khi lại lỗ, thành ra cho con này ra chịu trận trước. À rồi, con này tra tấn. Nghĩ sao đi tra tấn zombie. Ok, có lá chống công luôn các bạn. Rồi thì ok, trong lúc đó em thủ thôi, có cái gì đâu mà căng. Mỗi lượng 500 thôi mà. Chà, giá này lỗ rồi. Take this. Trời, rút bài luôn. Wow. You're merely postponing the inevitable. Ở đây mình có lá nào có giá trị không ta? À không. Rồi con này ra luôn. Rồi 500 thì 500. Dở rồi ông anh ạ. Rồi ok, cũng cao cơ đấy. Xài được. Oh. Đỉnh đấy. Oh, có lá kháng phép ở đây à. Yeah, con này ra luôn. Bắn, không cho nó lật quần qua. Rồi, để coi coi ảnh còn kêu gì. Có cái lâu đài này ở đây đỉnh rồi. Ôi. Rồi, kế cũng cao minh. Rồi, một đòn đau đấy ông anh ạ. Nói chung là cũng cao minh. Thử quăng ra bắt về coi. Khoan. Úp cái lá này xuống. Ồ, ảnh gọi con này lên là mình cũng mệt đó. À sao nó công quá 1400 à. Rồi, ok. Bắn. À, biết ngay anh có cái mặt nạ mà. Rồi, cũng không sao. Ăn miếng trả miếng ngay. Rồi, cộng cho ảnh 1000 tiết chi. Ồ, oh, hồi sinh chi thuật luôn. Rồi, cũng ghê. Con này hệ quỷ mà đúng không? Rồi, ok, không sao. Có cái gì đâu mà giật, gớm khổ. Rồi, ngon, bắn. Làm sao dám bắn. Chà, cái này thì khoan. Ấy, không úp xuống lại mất nữa, dở. Ồ, quên mất tiếc, tự nhiên tiếc cái lá bài cái lại bấm chọn sai nữa rồi. Rồi thôi kệ không sao, xài cái bình hoài cũng kỳ. Rồi ok. Thank you.
Rồi, ngon cơm. Đầu tiên là mình sẽ phá cái lá này trước. Loại con summon của ảnh. Dùng cái lá này phá cái lá úp xuống rồi luôn. Rồi, ok, no. À, biết ngay là con này mà. Con gì đây? À, lá đúc bài. Ai cho anh dùng? Ồ, anh chấp nhận bỏ xuống luôn hả? Ồ, chà, bắn bay qua đầu. Được không được, xử ngay à, có lá này thì hay rồi. Rồi dùng lá hồi sinh thử coi. Mình gọi con summon của mình lên đi. Nhưng mà lật ngang qua. Con zombie này phải là lợi hại lắm luôn á nha. Tạm thời để thủ thôi. Oh. Rồi sao anh cũng có đánh được mình đâu. Anh gọi lên để thủ luôn. Rồi ngon bắn. Trời, hồi sinh dữ vậy anh trai. Dở. Mất thêm lá nữa. Rồi lấy lại một lá bài phép nào. Mình đã xài những lá nào rồi. Xài lấy ra cái ghi để xài coi. Trời ơi đẹp. Thử coi. Quá đẹp luôn. Rồi xong. Cái lâu đài này thì tấn công bằng cách nào nhỉ? Chắc là nhốt người ta vô trong đó rồi bắt đầu mới giết hay sao ấy. Mình quên mất nó cộng lên tới 2800 rồi ảnh chịu trận thôi. Bộ cương thi này thì không mạnh lắm nhưng mà được cái nó kết hợp được nhiều lá khá lại khá là ngon. Ồ, oh, thêm được một con Atlantic nữa thì ngon. Rồi ok, một lá bài mới nữa. Con lá bài này cũng hệ bò sát. Nó tên là Venom Cobra, nói chung là con rắn độc các bạn. Công 100 thủ 2000, ổn rắn này chắc con rắn tu tiên rồi các bạn. Nói chung là rắn này chỉ cắn để tự vệ đi chứ không có cắn để tấn công. Cái này tấn công cực kỳ thấp. Rồi thôi kệ, ok chúng ta chấp nhận cái điều đó các bạn. Rắn cũng có rắn đít, rắn đát, có thanh xà thì cũng phải có bạch xà chứ đúng không nào. No, this can't be. Rồi, ok, chuẩn đánh 7 sao ha, từ từ rồi mình nâng lên 9 sao sao chơi cho quen bộ cương thi đã. Nói chung là gì cái đề cương để ung thi phải là cho nó thuộc cái đã mới nói chuyện tiếp được. Rồi, ok, vừa vô có ma giới công nương rồi, thấy ngon rồi. Nhưng mà con sâu xuống trước. Chà, cộng đam vô kinh quá ta. Kéo 5 lá. Kéo được con này thấy đẹp trời rồi. Rồi có con ma với con nương nó đứng đây nó thủ nữa thì đẹp đẹp trời. Rồi thủ đi con nương.
dễ phá bài của tôi thế đâu. Hay. Khoan đã nào. Quăng lấy ra câu giờ cái đã, từ từ không nên vội. Biết ngay mà quăng ra cái gì ra là uổng rồi các bạn thấy không? Chơi. Là con đã con đó. Rồi, ok, xong bây giờ hết chơi trap nha. Bắn. Are you trying to make me angry? You're merely postponing the inevitable. Rồi để chứ tiếp tục đục mà đục hàng phòng tuyến là có con 2400 rồi, đục phòng tuyến dễ lắm. À, là con này nó gọi con nữa ra. Rồi con đó là tao bắn không được rồi. Rồi ok ok. Phòng thủ tốt đấy. Rồi úp con này xuống cái đá là tính. Phá. Ảnh không dễ tráp được nữa rồi. Wow. Là con này à. Lợi hại đấy. Lợi hại, lợi hại. Rồi tưởng sao cũng mất máu lại, coi như què em với mình lời được 30 điểm. Rồi xong. Rồi, ok. Đục phòng tuyến. À là con lá này à. Rồi thêm trái cà nữa. Ok luôn. Not bad. Not bad. Not bad. Vẫn not bad à. Rồi ok, anh thì đỉnh rồi. Chà, đúng lúc mình hết được đánh ra con này thôi. Incompetence surrounds me. You're merely postponing the inevitable. Con này hơi bị khó dùng ấy. Rồi thôi cũng không sao, trời kể cho sức mạnh nó cân bằng tí. Rồi xong. Chết nè. Con này nó có chết mình cũng không tiếc, thành ra có gì mình mất nó cũng không sao, còn mấy con này để mất thì uổng lắm. Rồi xong, cái này không đủ, thiếu 70 đam mình dùng cái này luôn. Rồi ok, nhập ma tâm pháp lâu rồi không dùng thì để dùng cái cho vui nhà vui cửa rồi. À ảnh có lá phá bài. Ok đỉnh đấy ông anh. Không sao rồi, mình sẽ lấy lại lá nhập ma tâm pháp. À, quên mất để phá chứ nãy ta lại phải phá ngay từ đầu. Hơi dở mà thôi kệ nó cũng không sao.
Thì ra là Mario 4 à. Rồi dở rồi ông anh nha. Rồi lá này thì cầm lên, con này để xuống. Thấy con này là mình thấy mình phải chịu cảnh mất máu rồi. Con này úp xuống để lại tráp cái gì. Rồi ok. Rồi sức mạnh tình bạn, lá giật bài, lá kéo giò, lá phá bẫy, lá phá phép lẫn tráp. Ví dụ là mấy cái lông chim các bạn, rất là đô. Dở lên giật bài của ảnh cái đã. Rồi, ok. Ngon thì bắn. Lấy cái bình lại nào. Cho ảnh hồi sinh con này là con quỷ gì đó, mình quỷ bạo lực kia, quỷ gì đấy mình không cần quyết. Rồi, khoan, ra giờ rủi ro lắm. Mất con này uổng, từ từ không sao cho nó nổ về đi. Rồi cũng không sao. Chà đào đấy. Not bad. Rồi ok, bạn thì đỉnh rồi. Chà đào đấy, đào đấy. Chà mình mất máu hơi nhiều. You're merely postponing the inevitable. Ông anh nghĩ là chơi em dễ à. Rồi cầm lên. Rồi con này là một cái mặt nạ sẽ đi chuyền Raikiri luôn. Mượn lá bài này tí vậy. Đây, lấy con này lên chơi. Rồi, không có special gì, sai thứ một lần rồi. Cái đồ tào lao. Rồi, 6 lá đúng không? Dở lên luôn. Bắn. Are you trying to make me angry? Bắn. Is that all you have? Rồi, ok, ngon. Rồi, tiếp theo anh tính chơi trò gì nào? Take this. Rồi, giật của mình một lá bài. Ok, chấp nhận. Chà, hồi sinh luôn. Hay là không phải? Nè, là xung quanh luôn. Rồi, cũng ghê. Nhưng mà quên mất là mình có cái này. Xong luôn. Biết ảnh có này cái ghi mà. Rồi, chịu. Hồi sinh nào. Rồi ok, kể như anh Cao Minh. Rồi giá này anh em mình hòa nhá. Lâu lâu lại có một dáng hòa các bạn. Mà đã hòa thì đánh tiếp. Rồi anh em ta chơi tiếp dáng nữa nào.
con này úp xuống, lá này úp xuống. Rồi như tạm thời như đó thôi. Take this. Not bad. Take this. Chà. Chơi dữ dội ta. Cầu nhật được đúng là lá quan trọng luôn. I suppose I should thank you. Ghê gớm thiệt. You should never have come here, Sumer. I have to separate this chap from the weak. Rồi, nói chung là lần này võ công của anh này hơi bị ghê. Rồi, anh em phục, em phục. Nhưng mà nà, phục ở một mức độ nào đó thôi ông anh ạ. Rồi, hơi đau đấy. Ây chà, giật đúng lá ghê ta. Kéo dò anh cái nè. Hết hồn chưa? Bắn. Anh giật được một lá của mình thì mình kéo dò lại con này của ảnh. Anh bắn được phá là cũng hên lắm rồi. Úp xuống hay là ngửa lên? Rồi anh úp xuống thì em quá cảm ơn anh. Phá thế. Oh, tư tưởng lớn gặp nhau các bạn. Trời, tạm thời chưa cần. Cho nó nổ một về đã. Take this. Ây à. Ôi dạ. Đau đấy. Hay đấy. À, nhưng mà anh quên cái lá này. Một lá. Rồi con này ra thì cứ ngửa lên chiến. Con này úp xuống kéo bài ảnh. Thôi đã được rút bài à, ngon đấy. Wow, ảnh ra con này lại hơi dở cho mình. Còn toàn lá phá không. Wow, úp một lá xuống chịu trận đi. Rồi ok, mình dùng chiêu hóa giải lẫn nhau các bạn. Oh. Quên đấy. Thôi kệ nó, coi như chịu thiệt xíu. Quên, anh sẽ phá con này chứ đâu có phá phá con bên này. Quên, nó tráo chỗ mà mình quên. Not bad. Rồi ra bài đi ông anh. Quên biết ảnh có cái chổi mà quên. Hay à, hay đây. À, rồi, ok. Take this. Cho anh phá các bạn. Để coi coi tiếp theo có cái gì nào. À, cũng lợi hại đấy.
cũng thường thôi. Mất một lá. Mất 5 lá. Cũng ghê. Cũng ghê. You're merely postponing the inevitable. Is that all you have? Bán hoàng tài. Này sẽ bán hoàng tài. Này thì summon. Rồi, microphone ngon. Jinzo ngon. Có cái đầu đài rồi, tuyệt vời. Sát ướp, tuyệt vời. Sức mạnh tình bạn. Rồi, có một con ảnh ngửa lên là dở rồi. Một con nữa, ngon. Đè lên. Rồi, mượn một con của ảnh luôn. Em mượn con này tí à, em giật bài của anh ơi. Rồi, ok. Nhập vô. Rồi, bắn. 2008 là hơi bị đau. Rồi, nên giật, ngẫu nhiên giật lá nào cũng được. Một phát nữa, dính chấu. Kết thúc cuộc vui. I can't lose, not to you. Cuối cùng chúng ta cũng thắng các bạn. Lâu lâu kiếm được trận hòa cũng vui các bạn. Trời ơi, cái lá có được thật cái ba. Lá bản của Joy. Rồi cuối cùng mình cũng lấy được cái tay chỉ huy cái lực lượng gác mộ các bạn. À, ok, cái lá này gã này thuộc cái dạng pháp sư nhưng hình như có effect nhưng mà mình chưa bao giờ thấy cái thằng nó xài cái effect nha. Bạn nào biết cái effect con này nghĩa là gì chỉ giùm mình luôn, tại mà chưa bao giờ mình thấy ai xài effect của con này cả. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.